Chơi game xong hàng ngày các bạn nhớ lên TNG click để mà nhận quân huy free nhé. Và mua Onyx tham gia event tuyệt vời. Nếu các bạn gặp Sku, liên hệ ngay nhân viên để được bồi hoàn lại 100%. Xin chào tất cả anh em. Việt Nam hôm qua vừa hạ Indo 4-0. Quá tuyệt vời đúng không nào? Và trong clip này em sẽ gửi đến cho anh em các thông tin mới toanh về phiên bản mới mà Gazan đang được lịch chỉnh sửa để có thể cập nhật sớm đến cho anh em nhất vào tháng 7 này. Vậy thưa anh em tìm hiểu xem phiên bản mới này có hiệu chỉnh nhé. Nào, cùng tìm hiểu thôi. Đầu tiên là cận cảnh cho anh em một Maloc hoàn toàn mới. Các bạn chỉ cần sử dụng chiêu 2 thôi mà lớp chúng ta đã có ngay cái nội tại rồi. Và chính vì cái nội tại bây giờ anh em có săn chuẩn liên tục luôn, nên cái lượng sát thương ở quỷ kiếm phải giảm xuống. Ai kêu là bây giờ Maloc kiểu gọi là 100% có săn chuẩn đi, bởi vì bây giờ chiêu 1 này, chiêu 2 này, chiêu cuối này, tất cả đều săn chuẩn. Vừa rất ảo là kích hoạt nội tại, quá ghê đúng nào. Vậy nên chiêu 2 đoạt hồn, cái thời gian được chiêu ấy nó sẽ bị trở lại như ban đầu, chứ không giảm quá nhiều thời gian. Bởi vì giảm quá nhiều thời gian ấy, sau khi gà dán test xong kêu là thế này im ba quá mấy ông ạ, im ba quá không chơi được. Kiểu này thì kẻ địch làm sao sống sót đúng không nào. Chỉ cần cấp độ 2 thôi mà lúc đó thì băng xả vào giật kẻ địch rồi. Sử dụng chiêu 2 có sang chuẩn, chém ngay quả quỷ kiếm gần 1000 sang chuẩn, đau điếng người luôn mấy ông ơi. Vậy nên ở cái phiên bản sắp tới ấy, các bạn mà cầm lợi và hại cho Maloc mà cầm đi cướp rừng của đồng đội thì ôi rồi, quá kinh khủng nhá. Thấy kẻ địch lập tức sử dụng chiêu 2, có ngay cái nội tại chém ngay chiêu 1. Đấy nhìn nhanh anh em, nhìn nè, đó, có ngay nội tại, sau đó chém, ui trời ơi, đau quá trời luôn. Vậy nên anh em hãy cẩn thận với một Maloc ở trong phiên bản sắp tới nhá. Bất thân, đợt này hiệu chỉnh rất nhiều nhá. Hôm trước mới hiệu chỉnh xong, bây giờ lại hiệu chỉnh tiếp. Đợt hiệu chỉnh này rất là tuyệt vời. Mình cần phải diễn tả cho anh em như này. Tức là bây giờ Thorn ấy có thể gây cái lượng sát thương phép từ đạn tím, nhớ nhá, từ đạn tím lên trụ. Và khi Thorn sử dụng chiêu 2 cường hóa chiêu 1 đạn tím của anh em sẽ gây cái lượng sát thương chuẩn lên trụ, lên lính. Wow, trước đây chúng ta chỉ quen với một Thorn gây lượng sát thương chuẩn rất là ghê lên tướng. Ok, thì bây giờ lên cả trụ nhá, tức là cả trụ công trình đều chịu cái lượng sát thương chuẩn mà Thorn có thể gây ra. Ở phiên bản chính thức hiện tại chúng ta là không có, nhưng mà hiệu chỉnh Thorn đã quay trở lại sức mạnh. Anh em có để ý không, cái kiểu con Thorn mình cảm giác là gà rán cứ giảm cho nó sướng tay, hoặc là hiệu chỉnh cho nó tuyệt vời, sau đấy là lại trả lại cái cơ chế ban đầu. Ê thôi buồn cười chứ. Vậy nên anh em cứ chuẩn bị cầm Thorn lại đi rừng trở lại thôi. Có thể là gà rán nhận thấy rằng cho Thorn đi solo đường rồng ấy thì có quá trời sức cạnh tranh, nên bây giờ ít người chơi đi, ví dụ chẳng hạn như vậy, nên quay trở lại rừng thôi các bạn ơi. Vatachi mặc dù chưa ra mắt ở bản máy chính thức nhưng bị hiệu chỉnh rồi cơ. Dạo gần đây thì dán toàn tặng thương free, biết Tachi có như vậy hay không? Đó chính là cái thần lăng đao, tức là cái nội tại của Tachi. Nó sẽ giảm khả năng chống chịu của Tachi xuống từ 20% mà tối đa xuống chỉ còn 13%, và tăng giáp của ba lần đánh thường. Anh em thấy không? Giảm xuống. Tức là Tachi, đây là vị tướng các bạn có thể lên rất là nhiều đồ thủ, nhưng lại có thể gây một cái lượng thương đáng gờm theo kiểu phần trăm tối đa của Tachi ở các chiêu thức. Nó gần giống kiểu con Skirt đâu mấy ông ơi. Đó là lý do vì sao mà Tachi trâu bò quá, phải hiệu chỉnh và giảm thôi. Bởi vì khi mà Tachi cường hóa bản thân lên ở trong cái trạng thái gọi là gì, mình quên khuấy rồi, gọi là ma đạo đi. Đấy, thì Tachi sẽ gây liên tục các lượng sang chuẩn từ cả chiêu thức này, từ cả đòn đánh tay, và cường hóa cho bản thân. Quá ghê. Đó là lý do vì sao mà nhà Tachi này phải giảm sức mạnh để có thể cân bằng lại các vị tướng khác. Bởi vì bản thân mình chơi Tachi ấy, mình có cái cảm giác đầu tiên ấy, đây là vị tướng có thể 1v3 được, nhưng mở ngoặc. Nếu mà các bạn lên các trang bị semi, đương nhiên phải có đồng đội phụ đao đằng sau, chứ không chỉ đánh ở cái kiểu kèo hòa thôi, chứ cũng không dứt điểm dễ dàng kẻ địch chút nào, trừ kẻ địch muốn ở lại khô máu với anh em. Tachi chắc chắn là vị tướng đáng mong đợi của chúng ta ở trong phiên bản sắp tới. Hy vọng rằng gà giá xa sớm sớm chút, bởi vì các bạn đừng quên rằng ở máy chủ nghĩa bây giờ ấy chỉ còn mỗi Tachi thôi. Và Lindis là tiêu điểm của video này. Khi mà Lindis được hiệu chỉnh lại cực kỳ ngon nha anh em ơi. Đó chính là gì? Lindis bây giờ sẽ chỉ còn 3 điểm nội tại. Nghe thì có vẻ hơi đau lòng đấy, nhưng điểm mà Lindis có đó là gì? Chiêu cuối bây giờ có thể lướt qua địa hình, chứ không phải là chỉ lướt sơ sơ qua như trước. Tuyệt vời đúng không nào? Với sự hiệu chỉnh này,
Lindis đương nhiên sẽ bị giảm sát thương từ chiêu 1, tức là 3 lần đánh. Nó sẽ bị giảm sát thương xuống. Đồng thời chiêu cuối chỉ còn 3 tia. Giảm tầm chiêu cuối, tức là tầm rỉa ở chiêu cuối đó anh em. Tầm rỉa chiêu đây. Đương nhiên rồi, giảm cả sát thương luôn. Bởi vì bây giờ Lindis là một Lindis có thể vượt địa hình, đã áp dụng cái sự tăng tốc từ cái bụi cỏ, bây giờ lại còn vượt được cả mấy cái địa hình mỏng như là một cái tốc biến. Quá tuyệt vời đúng không nào? Sự điều chỉnh này nhìn thì lượng sát thương của Lindis sẽ bị giảm khá khá đấy, nhưng mà em lại thích. Bởi vì sao? Bởi Lindis rất là sợ mấy cái pha bị gank, bị bắt không vượt địa hình để mà chạy thoát. Còn bây giờ sao? Bây giờ anh em có thể vượt địa hình với chiếc cuối thoải mái, bán tẹt bồ nhá. Quá tuyệt vời đứa nào. Mau mau chia sẻ cho bạn bè, luyện Lindis dần đi các bạn ơi. Đồng dạng như Lindis, Astrid lại tiếp tục đi hiệu chỉnh nào. Trước khi đưa ra ở bản máy chủ hình thức ấy, thì các vị tướng sẽ bị hiệu chỉnh tăng giảm đi lại rất là nhiều, nên các bạn nhớ theo dõi thường xuyên nhá. Chính vì các pha bạt kiếm quá uy lực nên phải giảm cái lượng sát thương thôi. Bây giờ cơ chế các bạn phải nhớ cho mình rằng anh em mà tung chiêu 2 ấy, và chiêu 2 là chiêu thức giúp anh em có thể cơ động và tiếp cận kẻ địch, chứ không phải là chiêu 1 hay là sử dụng chiêu 2 lại hồi chiêu 1 như trước đây đâu nhá. Thay đổi cơ chế rồi mấy ông. Sát thương phải giảm xuống, bởi vì cũng dồn 3 lần ghê quá, vừa tăng tốc lại còn xuyên giáp quá căng. Cự kiếm sẽ được cân bằng lại sức mạnh, anh em thấy không? Hồi chiêu tăng lên nè, sát thương giảm xuống, nhưng mà chơi được kiểu phần chấm máu lại tăng chút đỉnh cho anh em để thể cân bằng lại sức mạnh chết chết. Hy vọng là với sự thay đổi này chưa phải là thay đổi cuối cùng, bởi vì nếu mà chỉ thay đổi như vậy ấy, để mà ép trước cạnh tranh với dàn các vị tướng đi rừng đi sâu đường hiện tại nó quá khó luôn. Gà rán phải tăng thêm đi chứ bằng này chưa đủ đâu. Đây nha anh em, ăn các mục tiêu để anh em thấy cơ chế nè. Cái cơ chế nội tại của Astrid là gì? Đó chính là đánh thường sẽ hồi lại chiêu 1 và chiêu 2 một giây. Nên đó là lý do vì sao các bạn phải đánh thường thật là nhiều và tung chiêu 2 liên tục. Đúng vậy, tung chiêu 2 liên tục để làm gì? Để tiếp cận cái địch nè. Để có cái gọi là gì? Quái nội tại tăng giáp đấy. Như kiểu cái thống phấn. Quá tuyệt vời đúng không nào? Hãy tận dụng Astrid để cân 1, cân 2, cân 3 một cách tuyệt vời nhất nhé. Ghét nhất là đánh ở cái Android này anh em ạ. Mình cứ bị trùng tay vào cái phần đánh lính quái, rất là ghét luôn. Có vẻ như nhà phát hành thấy được rằng cái lần hiệu chỉnh ở máy chủ thực nghiệm ở cái video trước em gửi đến cho anh em, sức cất tăng tiến khá khá đấy. Vậy nên phải hiệu chỉnh lại cái lượng sát thương và sức mạnh ở chiêu 2 của sức cất thôi. Sức cất bây giờ đương nhiên là cầm đi rừng và đây các trang bị có máu me rồi anh em, như là gương miền chết này và các trang bị phép có máu khác. Đồng thời kết hợp các trang bị thủ để tăng sự châu bò, kết hợp cái nội tại. Cái lượng sát thương ở găng cùng bạo đó sẽ được hiệu chỉnh. Nhìn là biết anh em thấy được rằng giảm sát thương đâu nào, và cả giảm tốc chạy làm chậm kẻ địch xuống bây giờ chỉ cố định ở 50% mà thôi, chứ không phải là 60% như ở cái video trước em gửi tới cho anh em. Nếu bạn nào chưa xem video trước đấy ạ, thì em sẽ để link phụ tả, các bạn chỉ cần bấm vào thằng phiên bản mới Liên Quân Mobile là các bạn sẽ có video về phiên bản mới cập nhật liên tục nhá. Và đó là 6 vị tướng hiệu chỉnh, các bạn ấn tượng nhất với vị tướng nào? Bản thân em thì đương nhiên là với anh chàng Malok rồi đúng không nào? Cận cảnh cho anh em thấy uy lực của pha lấy quỷ kiếm. À, lấy cái nội tại Ma Vương quá đơn giản. Không chỉ từ quỷ kiếm mà từ chiêu 2, chiêu cuối, quá ngon đúng không? Ngoài ra còn có Thon, có thể bắn sát thương chuẩn lên trụ nè. Hay là gây cái lượng sát thương phép từ đạn tím lên trụ nè. Như vậy Thon sẽ có thể khả năng đẩy trụ ngon hơn nè. Farm lính nhanh, farm quá tuyệt vời. Hơn tất cả đó chính là Lindis. Bây giờ Lindis là xuyên tường, chứ không phải là lướt qua cạnh bên như trước đâu nhá. Hãy tận dụng và luyện tập ngay Lindis, đồng thời vào máy chủ nhiệm để tham gia event tuyệt vời nhá. Nếu bạn nào chưa biết cái event tuyệt vời ở máy chủ nhiệm để nhận quà bản chính ấy, thì chiều nay S gửi đến cho anh em các thông tin đó, chớ bỏ qua nhé các bạn ơi. Và đừng quên chia sẻ ngay cho bạn bè các thông tin tuyệt vời này. Anh em ơi, S bây giờ tham gia ứng dụng TikTok, vậy nên nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh S nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi sẽ được cập nhật thông tin mới nhất siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.